năm 2024, kinh tế thế giới sẽ vẫn phải đối mặt với rủi ro bất định và thận trọng. Nền kinh tế của Việt Nam sẽ có thời cơ và thách thức đan xen. Doanh nghiệp trong nước vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn, sức ép về lạm phát còn cao, tăng trưởng có thể đạt thấp so với kế hoạch đã được đề ra. Do đó, cần tiếp tục có các giải pháp cụ thể về chính sách tài chính để thúc đẩy tổng cầu tiêu dùng trong nước trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Tôi cho rằng là năm 2024 có thể có những kịch bản rất là khác nhau. Có những kịch bản thì rất lạc quan, có thể là tăng trưởng 8%, có những kịch bản là chỉ có 5,5%. Thì như vậy chúng ta đang giảm thuế, mục tiêu của chúng ta là dự kiến cho cái trường hợp gọi là kịch bản xấu nhất. Thì tôi cho rằng là chúng ta kịch bản xấu nhất thì buộc phải giảm thuế trước để cho doanh nghiệp nó có cái chu kỳ mới nó phát triển. Và tôi cho rằng cách làm đấy là đúng. Và bởi vì khi mà chúng ta dự kiến với kịch bản xấu nhất chúng ta giảm thuế thì chắc chắn là nếu mà kịch bản tốt nhất thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn. Đấy. Thì tôi nghĩ là đó là cái bước đi chúng ta đã nhìn thấy từ trước, từ xa, từ sớm. Tôi thấy rất tốt. Và cách làm đó tôi nghĩ là đón đầu và tạo điều kiện cho cái doanh nghiệp là đầu năm là đã có cái tín hiệu mới. Để tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023 của Quốc hội. Tổng cục Thuế cũng đã có công điện triển khai Nghị định 94/2023 về việc tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Chúng ta hiện nay đang rất cần phải kích cầu, không chỉ cầu đầu tư công mà đặc biệt là kích cầu tiêu dùng. Và như vậy thì cái việc giảm cái thuế 2% nó sẽ là một cái yếu tố sẽ tác động đến cái chuyện là tăng cầu tiêu dùng. Hơn nữa, cái dư địa về mặt ngân sách chúng ta hiện nay cũng đã đảm bảo cân đối trong những năm vừa qua khá tốt. Cho nên là đây là thời điểm chúng ta cần phải có chính sách gọi là tài khoá ngược để hỗ trợ trở lại cho doanh nghiệp cũng như là cái kích cầu tiêu dùng người dân. Theo Nghị quyết 43/2022/QH15, giảm 2% thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10%, còn 8%, trừ nhóm hàng hóa dịch vụ sau: viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, không kể khai thác than, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Năm 2024 vẫn là một năm khó khăn và thách thức. Thì ngoài cái vấn đề tham mưu cho Chính phủ và Quốc hội giảm cái thuế VAT 6 tháng xuống từ 10 đến 8%, thì chúng tôi tiếp tục có cầu đề nghị giảm thuế môi trường trong xăng dầu và có giảm các loại phí và lệ phí và giảm 3% tiền thuế đất để cho hỗ trợ cho các doanh nghiệp và nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn. Tổng cục Thuế đã tiếp tục nghiên cứu phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính đề xuất trình cấp có thẩm quyền và triển khai các gói chính sách hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và người dân để phục hồi, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể, tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 đối với hầu hết các mặt hàng đang áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%. Chính sách này tiếp tục được áp dụng trong năm 2024 từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Tháng đầu năm 2024, người dân mua sắm khá nhộn nhịp trong các siêu thị. Hàng loạt mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, đồ tiêu dùng được bày bán đều được giảm 2% thuế giá trị gia tăng. Như vậy, nếu phải trả 1 triệu tiền thuế VAT, thì nay người tiêu dùng chỉ phải trả 800.000 cho tiền thuế đó. Chúng tôi nghĩ đầu tiên đó là điều kiện thuận lợi hơn cho người tiêu dùng khi họ được trả ít tiền hơn so với tổng ngân sách số lượng 2%. Chiết khấu liên quan tới thuế đó là một số tiền khá lớn đối với người dân lao động. Nên chính vì vậy, đồng hành với việc đó, chúng tôi cũng thực hiện chiến lược giảm giá đến 200 mặt hàng thường xuyên và đặc biệt là giảm giá ở mức độ rất là cao. Điều đó cũng giúp cho người tiêu dùng cảm thấy có yên tâm hơn khi mua sắm trong hệ thống Winmart của chúng tôi. Năm 2023, khi nền kinh tế còn nhiều khó khăn, để hỗ trợ người dân giảm gánh nặng về tài chính, đồng thời kích cầu tiêu dùng, Chính phủ đã triển khai chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8% vào 6 tháng cuối năm. Kết quả, tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng quý 3 năm 2023 tăng 7,3%, quý 4 tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Điều này đã minh chứng cho hiệu quả của việc điều chỉnh chính sách thuế kịp thời.
Bước sang năm 2024, để kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ người dân, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/2024 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, có đề cập đến việc đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa, triển khai hiệu quả các chương trình, đề án về phát triển thị trường trong nước, phấn đấu tốc độ tăng tốc mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng khoảng 9%. Nếu mà đúng như mục tiêu của chính sách ấy, giảm để mà tăng, tức là giảm thuế giá trị gia tăng để mà kích cầu tăng trưởng về mặt là tiêu thụ về hàng hóa dịch vụ, qua đó thì cũng lại tăng được cái phần thuế giá trị gia tăng do cái phần mà chúng ta mở rộng được cái quy mô của tiêu thụ. Công ty cổ phần liên doanh Sơn Quốc tế Mỹ, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn chưa thực sự hồi phục. Vì vậy, việc giảm thuế giá trị gia tăng 2% sẽ giúp công ty giảm giá thành sản phẩm, mang đến cho khách hàng mức giá tốt hơn. Việc giảm thuế từ 10% xuống 8% có nghĩa mức giảm là được 2% đối với cả một số các cái nhóm hàng có cái mức thuế là 10%. Điều này thì là cái tác động lớn nhất, đó chính là tạo ra được cái năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nội địa, có năng lực cạnh tranh với cả những cái doanh nghiệp nước ngoài trên chính cái thị trường tiêu thụ nội địa của Việt Nam. Cá nhân tôi thì đánh giá đây là một cái chính sách và một cái sự đồng hành đã rất là thiết thực của chính phủ đối với cả cộng đồng doanh nghiệp. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, giảm thuế VAT cùng các giải pháp thuế, phí, lệ phí khác đang tạo điều kiện rất lớn giúp doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất, giúp doanh nghiệp bớt đi một phần chi phí đáng kể. Đây là một cái quyết định vô cùng là đúng đắn và kịp thời của chính phủ đối với cộng đồng doanh nghiệp. Thực tế cho thấy là trong suốt 2022, 6 tháng cuối năm 2023, khi mà cái gói hỗ trợ giảm 2% VAT một cách kịp thời, nó đã tạo lại cái niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, cũng như là bồi bổ lại các cái sức lực mà nó đã cạn kiệt từ góc độ doanh nghiệp và người dân. Tôi cho rằng cái việc giảm cái thuế thu nhập này là một cái bước kích thích rất mạnh cho cái động lực đầu tư của doanh nghiệp. Bởi vì nó ở đây là rất là đơn giản, tức là giảm thuế thì là giảm cái chi phí phải trả thuế của doanh nghiệp. Do đó là doanh nghiệp sẽ dành được cái phần tiền mà mình không phải trả thuế thì dành cho cái đầu tư phát triển doanh nghiệp. Như vậy có thể đầu tư đổi mới sáng tạo, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cấp cơ sở hạ tầng, để đầu tư tìm kiếm bản hàng. Tôi cho rằng cái khoản này quá tốt, và chính như vậy là cái việc giảm thuế là trở thành cái động lực, trở thành một cái sức bật mới, tạo cái sức bật mới cho doanh nghiệp. Tức là họ tìm kiếm những cái giá trị mới, chẳng hạn nó có thể là đổi mới cái mô hình tổ chức chẳng hạn, rồi họ có thể là tuyển thêm nhân viên chẳng hạn. Việc giảm thuế giá trị gia tăng bên cạnh có ý nghĩa cho việc kích cầu tiêu dùng, sản xuất thì đồng thời có ý nghĩa lan tỏa trong việc tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, giúp ổn định tình hình kinh tế gia đình, xã hội. Nếu mà hoạt động sản xuất kinh doanh mà tích cực phát triển thì nó có nhiều cái yếu tố tác động rất là lan tỏa. Ví dụ như là đảm bảo được công ăn việc làm cho người lao động, rồi đảm bảo về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo Bộ Tài chính, ước tính việc thực hiện chính sách giảm thuế VAT 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 dự kiến sẽ giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 25.000 tỷ đồng. Nhưng ngược lại, chính sách có ý nghĩa giúp nuôi dưỡng nguồn thu khi hoạt động sản xuất kinh doanh được thúc đẩy, và ngược lại sẽ giúp tăng ngân sách cho nhà nước. Thực tế đã chứng minh rằng là trong 3 năm qua, khi chính phủ trình quốc hội để mà giảm thuế, giảm các loại thuế phí, lệ phí và gia hạn tiền thuê đất, thì cái tổng thu ngân sách chúng ta vẫn tăng. Như vậy thì đây là một cái giống như là chúng ta nuôi dưỡng cái nguồn thu, chúng ta hỗ trợ lại cho người dân, hỗ trợ lại cho doanh nghiệp, thì nó sẽ giúp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là tiêu thụ hàng hóa được thuận lợi hơn, thì kinh tế sẽ tiếp tục phát triển và nguồn thu ngân sách vẫn tiếp tục tăng. Và điển hình như là 3 năm qua chúng ta thấy rằng là tổng thu ngân sách vẫn đạt được cái dự toán, vẫn tăng so với dự toán, và góp phần kéo giảm cái bộ chi ngân sách, kéo giảm cái nợ công. Sau một tháng triển khai giải pháp giảm thuế giá trị gia tăng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 1,6% so với tháng 12 năm 2023 và tăng 8,1% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy hiệu quả của chính sách trong bối cảnh kinh tế hiện nay, kỳ vọng chính sách sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sớm phục hồi và phát triển, để hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.